Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào quý anh chị và các bạn. Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lịch ngày tốt. Ngay sau đây, Lịch ngày tốt mời quý anh chị và các bạn theo dõi vận trình tử vi thứ 2 ngày 25 tháng 11 năm 2024 của 12 con giáp để đón may mắn tránh xui xẻo cụ thể như sau. Thông tin tổng quan ngày 25 tháng 11 năm 2024, tức ngày 25 tháng 10 âm lịch, ngày Quý Tỵ. Trực phá nên chữa bệnh, phá dỡ nhà hay đồ vật. Tuổi xung ngày Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão. Tuổi hợp trong ngày Tỵ, Lục hợp Thân, Tam hợp Sửu và Dậu thành kim cục. Giờ hoàng đạo trong ngày, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ và giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Hướng tốt xuất hành là hướng Đông Nam và hướng Tây Bắc. Xem tử vi hàng ngày, dự báo 4 tuổi được quý nhân chỉ đường, tiền tài vượng phát không ngừng trong ngày thứ hai này sẽ là tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi Ngọ và tuổi Tỵ. Để biết vận trình của bạn tốt xấu ra sao, mời quý anh chị và các bạn cùng Lịch Ngày Tốt xem tử vi ngày 25 tháng 11 năm 2024 của 12 con giáp, chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý. Trong các mối quan hệ cá nhân, con giáp tuổi Tý cần phải thận trọng hơn trong ngày có tỷ kiên, nhất là trong quan hệ hợp tác công việc. Thậm chí, bạn thường xuyên có thể bị chê về một điểm nào đó của bản thân. Thực ra, khi bạn hiểu rõ điểm yếu, điểm mạnh của mình rồi thì ai đó có bàn tán cũng không làm bạn cảm thấy ngại ngùng. Thậm chí bạn sẵn sàng vui vẻ, thừa nhận nó một cách khá dễ dàng. Ngũ hành xung khắc càng khiến cho tâm trạng của con giáp này không được tốt cho lắm. Lúc này, hãy thử ra ngoài, hít thở bầu không khí trong lành và thử cảm giác được thoải mái xem sao. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, đôi khi có cảm giác lạc lõng trong mối quan hệ hiện tại. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, đừng ngại chia sẻ những hiểu biết của bạn cho mọi người biết. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, cố gắng quản lý tốt thời gian của mình để xử lý công việc. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, hãy thử áp dụng cách thức khôn ngoan của những người giỏi hơn bạn. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, hỗ trợ ai đó hoàn thành mục tiêu và ước mơ của họ. Con số may mắn 7, 9, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tương, đen, trắng, quý nhân phù trợ, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Sửu, xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, tam hợp xuất hiện dự báo vận trình tình cảm của người tuổi Sửu rực rỡ hơn hẳn. Người độc thân có thêm cơ hội gặp gỡ những đối tượng mới, bạn mệnh bắt đầu trò chuyện với tâm thế cởi mở, thoải mái. Có thể bạn sẽ sớm tìm được chân ái của cuộc đời. Tuy nhiên, những ý kiến của người tuổi Sửu thường xuyên bị phản đối trong ngày, chịu ảnh hưởng của thiên quan như hôm nay. Bạn có cảm giác như không ai hiểu mình trong khoảng thời gian này. Ngũ hành tương sinh mang tới tin vui về tiền bạc, có thể là một khoản lãi hoặc ai làm ăn thì có thêm đơn đặt hàng mới. Khách hàng lúc này cũng khá dễ tính, thuận mua vừa bán trong thời gian ngắn. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, bạn còn không hiểu chính mình, sao bắt người khác hiểu bạn. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, nên dành thời gian đọc sách để mở rộng kiến thức bạn quan tâm. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, hãy biết tận dụng những mối quan hệ xung quanh bạn. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, khó khăn trong việc nhận diện vấn đề của bản thân. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, ưu tiên những giải pháp bền vững, đạt kết quả dài lâu. Con số may mắn 8, 0, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tương, nâu, trắng, quý nhân phù trợ, Mão, Tuất. Tử vi tuổi Dần, hôm nay thương quan sẽ khiến cho người tuổi Dần càng trở nên uể oải và kiệt sức hơn, thậm chí không hào hứng một chút nào với các hoạt động tương tác. Bạn chỉ muốn được nghỉ ngơi và thư giãn trong yên tĩnh. Ảnh hưởng của tương hại nên người tuổi Dần cũng có thể nhận về mình một lời từ chối trong ngày này. Đó có thể là lúc bạn nhận ra rằng bản thân đang tập trung quá nhiều đến những người xung quanh. Ngoài ra, Lịch Ngày Tốt cũng khuyên bạn mệnh nên quan tâm đến bản thân nhiều hơn một chút. Chính những gì mà bạn dành cho bản thân sẽ giúp cho tinh thần, cảm xúc nâng cấp lên rất nhiều và nhờ thế bạn cũng sẽ có một ngày ý nghĩa hơn. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, cần chút thời gian cho mọi thứ trở nên tốt đẹp như mong đợi. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, có cơ hội tìm ra ý nghĩa của cuộc đời mình ngay lúc này. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, bạn cần tự nắm những kiến thức cơ bản trước khi hỏi thêm. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, cần thúc đẩy bản thân để tăng tốc độ trao cho phù hợp. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, tránh lãng phí, tiết kiệm nguyên liệu cho người khác khi có thể. Con số may mắn 1, 4, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tương, hồng, vàng, quý nhân phù trợ, Mùi, Hợi. Tử vi tuổi Mão, Nhờ có thực thần nâng đỡ, người tuổi Mão hứa hẹn sẽ đón nhận nhiều điều tốt đẹp. Chỉ cần bạn tự tin nắm bắt cơ hội, sẵn sàng đối phó với thử thách và liên tục học hỏi thì thành công chắc chắn sẽ đến. Ngũ hành tương sinh có thể mang lại lợi nhuận đáng kể và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển tài chính cá nhân. Khó khăn được tháo gỡ khiến cho bạn sẽ cảm thấy an tâm hơn để tập trung cho công việc hiện tại. Người độc thân có thể tìm thấy tình yêu bất ngờ trong các buổi tụ họp bạn bè, nhưng những dung cảm tuyệt vời ấy có thể sẽ trôi qua rất nhanh, cho bạn thời gian, bình tĩnh để cùng tìm hiểu nhau nhiều hơn nữa. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, học cách ứng dụng kiến thức của mình một cách khôn ngoan hơn. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, có thể bạn đang không sống thật với con người mình. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, hãy dám mơ lớn bất kể bạn là ai đi chăng nữa. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, bạn không cần cố chứng minh, hãy đơn giản là chính mình. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, tư duy khác biệt nên dễ bị người khác xem nhẹ ý kiến. Con số may mắn 6, 8, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tương, đen, đỏ, quý nhân phù trợ, Sửu, Tuất. Tử vi tuổi Thìn, Tử vi nhận thấy hôm nay nhờ có chính quan soi đường nên người tuổi Thìn có thể gặp các dự án đầy hứa hẹn, mang lại kết quả tốt. Đừng để cho sự e dè, thiếu tự tin khiến cho bạn đánh mất cơ hội. Hãy cởi mở, mạnh dạn bày tỏ, đây là cách để bạn đến gần hơn với mọi người. Thổ hỏa tương sinh dự báo chuyện tình cảm của con giáp này có sự ấm áp và quan tâm dành cho nửa kia và cũng nhận được sự yêu thương từ người mình yêu. Nhiều cặp đôi còn hòa giải được căng thẳng vào lúc này. Tình hình tài chính của bạn mệnh cũng khởi sắc lên trông thấy, việc làm ăn hành thông thuận lợi, kiếm được số tiền lớn, tài sản ngày một gia tăng. Bạn mệnh cần cân đối thu chi để số tiền tiết kiệm tăng lên từng ngày. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, học cách quan sát suy nghĩ của chính mình nhiều hơn. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, luôn tồn tại những người yêu và cả người ghét bạn. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, sự tò mò mang lại cho bạn cơ hội học hỏi nhiều hơn. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, hãy tin rằng bạn có thể biến điều không thể thành có thể. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, tập trung vào những bí quyết cải thiện sức khỏe bền vững. Con số may mắn 9, 3, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tương, xám, trắng, quý nhân phù trợ, Tuất, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, chính tài là tín hiệu tốt cho khía cạnh tiền bạc của người tuổi Tỵ. Trong lĩnh vực hợp tác và đầu tư, khả năng nhạy bén và tư duy phân tích sắc bén sẽ giúp bạn nhận ra những cơ hội hấp dẫn, đặc biệt là trong kinh doanh và tài chính. Hôm nay, hứa hẹn bản mệnh cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Những người này sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định quan trọng trong công việc và tạo ra được những bước ngoặt tích cực. Đối với những cặp vợ chồng, thời gian sắp tới sẽ là cơ hội để họ gắn kết tình cảm hơn khi dành thời gian chăm sóc và nuôi dưỡng cho tổ ấm của mình. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, cố gắng để thêm bạn bớt thu trong hoàn cảnh đang đối mặt. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, hãy cởi mở đón nhận những ý tưởng mới. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, bạn cần chủ động tham gia vào những khía cạnh quan trọng. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, cố gắng giảm mọi chi phí xuống mức có thể. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, hãy ưu tiên sự phù hợp để tiết kiệm được nguồn lực của mình. Con số may mắn 4, 7, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tương, đen, đỏ, quý nhân phù trợ, Dậu, Sửu. Tử vi tuổi Ngọ, tử vi hàng ngày chỉ ra rằng con giáp tuổi Ngọ dễ có được tiếng nói chung với mọi người trong ngày có tam hội trợ mệnh. Bản mệnh cũng sẽ được cơ hội để ăn mừng chiến thắng cùng đồng đội và những người mình trân quý. Nhìn chung bạn được tín nhiệm và cảm thấy vui vì sự hỗ trợ và chia sẻ của mọi người. Bên cạnh đó, có một số người vẫn ngầm ghen tị nhưng họ không nói ra cho bạn biết. Ngày hôm nay còn có thiên tài mang tới cơ hội cho người tuổi Ngọ để bản mệnh dễ đạt được thành tích tốt nhờ trí tuệ và nỗ lực của bản thân. Nhờ vậy mà thu nhập của bản mệnh cũng sẽ hậu hĩnh hơn. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, bạn sẽ chẳng thể nào thay đổi được một nửa của mình. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, cảm thấy lạc quan với diễn biến trong cuộc sống trong thời gian này. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, nên tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng nhất có thể. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, mục tiêu tiền bạc có thể là động lực để bạn phát triển hơn nữa. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, cẩn thận với số tiền bạn đang nắm giữ, không nên dễ tin người. Con số may mắn 6, 7, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tương, trắng, tím, quý nhân phù trợ, Tuất, Mão. Tử vi tuổi Mùi, hôm nay người tuổi Mùi có thể được những kết quả khả quan vì dưới sự chỉ dẫn của tam hội, bạn nhận được sự giúp đỡ của những thành viên nhóm, đối tác và một số người cố vấn. Vì vậy, đừng quên ghi nhận sự đóng góp và cảm ơn họ thật xứng đáng. Hơn nữa, trong quá trình làm việc, nhận ra điểm yếu của mình thì bạn cũng nên dành chút thời gian sắp tới cải thiện kỹ năng còn yếu. Việc này khó nhưng cần thiết để nâng cao chất lượng làm việc trong tương lai. Tuy nhiên, ngay có thiên quan đang làm dấy lên một nỗi sợ nào đó khiến cho tuổi Mùi không còn tự tin. Hãy học cách tha thứ cho bản thân vì thực sự không có ai là hoàn hảo. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, bạn có phần độc đoán trong suy nghĩ và đánh giá. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, khao khát sự phá cách cho cuộc sống thêm muôn màu muôn vẻ. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, tránh việc kiện cáo gây thêm rắc rối cho mọi người liên quan. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, cuộc sống có vẻ như khắc nghiệt hơn với những gì bạn có thể nghĩ. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, hãy ghi nhận công sức của những người trẻ tuổi. Con số may mắn 1, 8, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tương, đen, xanh lá, quý nhân phù trợ, Hợi, Mão. Tử vi tuổi Thân, hôm nay người tuổi Thân có được sự chỉ dẫn của lục hợp nên ăn nói khéo léo hơn. Các cặp đôi hóa giải được khúc mắc căng thẳng, cùng nhau đón nhận một khoảng thời gian vui vẻ, tràn ngập yêu thương. Con giáp tuổi Thân cũng cảm thấy tự tin hơn trong ngày có chính ấn che chở. Lúc này, bầu không khí sẽ tràn đầy sự tích cực và lạc quan, mở ra nhiều khả năng cho những mối quan hệ mới. Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc lại dự báo có một số rắc rối liên quan tới chuyện tiền bạc. Có thể vì tiền mà ai đó hành xử khó coi. Tốt hơn hết, những gì liên quan đến tiền bạc thì cần phải minh bạch và thật rõ ràng. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, những sáng kiến của bạn sẽ gặp nhiều cản trở, gặp khó khăn. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, vui vẻ, thú vị và bày tỏ những tình cảm của mình với họ. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, hãy cố gắng xử lý triệt để vấn đề một cách thận trọng. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, thể hiện sự đồng cảm để người đối diện dễ đón nhận. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, cần có những quyết định mạnh mẽ, dứt khoát vào những lúc quan trọng. Con số may mắn 8, 2, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tương, xanh lá, vàng, quý nhân phù trợ, Dậu, Thìn. Tử vi tuổi Dậu, theo dõi tử vi hàng ngày, người tuổi Dậu độc thân, tự tin để chủ động giành lấy cơ hội của mình trong ngày có tam hợp. Bạn mệnh có cơ hội kết đôi, tìm được người đồng hành phù hợp. Chuyện tình cảm nửa đôi cũng đang trong giai đoạn thuận lợi. Ngày nay tuổi Dậu cũng trở nên sáng suốt hơn khi có thiên ấn soi đường chỉ lối. Bạn gây ấn tượng với mọi người bằng những quyết định khôn ngoan kết hợp với tầm nhìn sáng tạo. Có lẽ bạn sẽ phải bước ra khỏi vùng an toàn, thoải mái nơi gia đình để tương tác tích cực hơn với những người xung quanh, đồng thời học hỏi những kiến thức mới cho bản thân. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, có thể gặp thất bại trong cuộc sống hay công việc. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, có lẽ bạn nên tập trung cho đời sống cá nhân nhiều hơn. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, hãy để mọi thứ trong tầm kiểm soát của mình. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, tiếp cận công việc một cách thận trọng nhất có thể. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, tập trung thay đổi nhỏ trong cuộc sống mỗi ngày. Con số may mắn 0, 6, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tương, đen, tím, quý nhân phù trợ, Sửu, Tỵ. Tử vi tuổi Tuất, tử vi dự báo thứ hai là ngày đầu tuần hối hả, bận rộn của người tuổi Tuất bên gia đình, người thân hoặc là các hoạt động nhóm. Nhìn chung bạn đủ khả năng để sắp xếp mọi việc đâu ra đấy. Trong ngày có chính quan, dự báo những tín hiệu tích cực liên quan đến sự hợp tác trong công việc của người tuổi Tuất. Những dự án, kế hoạch bạn thực hiện cùng đồng đội sẽ đạt được những thành quả khá tích cực. Thời gian này, Lịch Ngày Tốt khuyên bản mệnh nên giữ mức kỳ vọng vừa phải, nếu mọi sự tốt đẹp bạn sẽ vui hơn. Ngược lại, khi mọi sự không như ý, bạn không bị chán nản quá mức. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, hãy dành thời gian cho gia đình và cùng nhau tổ chức những hoạt động kết nối. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, thận trọng hơn với tài chính của bản thân và gia đình ngay lúc này. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, bạn nên đưa ra những chiến lược một cách khôn ngoan. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, cố gắng giao tiếp hiệu quả với mọi người làm việc cùng. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, nên quan tâm hơn tới chế độ dinh dưỡng để cải thiện vấn đề sức khỏe. Con số may mắn 4, 9, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tương, trắng, cam, quý nhân phù trợ, Ngọ, Thân. Tử vi tuổi Hợi, hôm nay cũng là ngày bạn thiếu đi sự kết nối với bản thân và những người thân quen, nhất là ảnh hưởng của tương xung khiến cho con giáp này lời gì nói ra lúc này cũng dễ bị phản đối. Ảnh hưởng của kiếp tài khiến cho người tuổi Hợi còn dễ vướng phải một số thách thức có thể xuất hiện, nhưng sự thông minh và linh hoạt có thể giúp bạn vượt qua nhanh chóng. Nhìn chung, khi mọi thứ không được suôn sẻ thì bạn mệnh nên dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Ngũ hành xung khắc dự báo có một số tin không tốt lành trong chuyện tiền bạc. Lúc này, bạn mệnh nên tiết kiệm hết mức có thể, không nên hoang phí trong thời điểm hiện tại. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hòa, một số tranh cãi xuất hiện, lúc này là chuyện dễ hiểu khi có nhiều ý kiến bất đồng. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, tránh tìm cách biện luận cho lỗi lầm của mình đang gây ra, nên sửa lỗi. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc, nên tận dụng từng thời gian quý giá của mình một cách khôn ngoan. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, tránh lãng phí tiền bạc một cách vô lý, không cần thiết. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, không nên ép người khác làm, họ sẽ trở nên chống đối. Con số may mắn 3, 5, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tương, nâu, vàng, quý nhân phù trợ, Sửu, Tý. Đánh giá tử vi thứ hai ngày 25 tháng 11 năm 2024 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày, đó có thể là tuổi Thìn hay tuổi Mão. Con giáp nào dễ vướng phải nhiều rắc rối nhất trong ngày hôm nay, đó có thể là con giáp tuổi Hợi hay con giáp tuổi Tý. Trên đây là chi tiết tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Lịch Ngày Tốt chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới tốt lành, bình an và nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Ngày Tốt nhé!